Giờ phút ấy chúng ta gặp nhau, lặng nhìn thôi chưa kịp nói. Một ánh mắt giấu bao yêu thương, để rồi mỗi đêm đợi chờ. Ngày tháng ấy nếu như vội yêu, liệu mình vui hay cách xa? Định mệnh kia giấu đi hai người, để rồi thấy nhau e ngại. Thôi ngày hôm qua đừng nhắc nữa, dù sao cũng qua lâu rồi. Đời em trông gai thì cứ giữ riêng mình, bao lâu nữa anh vẫn đợi, chỉ sợ mất em thôi. Nhưng cuối cùng đâu dễ quên, dù tiếc nuối sao quên được quá khứ. Tình yêu sẽ mang về cho em một chút nắng buồn, đời yêu chưa nói. Sao em buồn quá vậy? Sao không kiếm Mi Khanh nói chuyện cho vui đi? Dù sao hai đứa cũng là bạn thân với nhau mà. Nói chuyện thì được cái gì chứ? Cả ngày hôm nay em đi với Mỹ Khanh, Mỹ Khanh có làm cho em vui được đâu. Nếu vậy thì phải tự giải tỏa thôi, chứ chẳng lẽ sống u sầu hoài hả? Giải tỏa bằng cách nào chứ? Cái này thì anh có chỉ em được đâu. Nhưng mà nếu là anh sẽ bằng mọi cách để có được điều mình muốn. Thì anh hai cũng biết rồi đó. Nếu như mà chị ta không xuất hiện á, thì từ bé tới giờ Nhật Nam vẫn luôn là người đối xử tốt với em. Bây giờ em phải làm như thế nào? Anh hai giúp em đi. Anh hả? Ừ. Mời vào. Em tìm anh có chuyện gì không? Mỹ Khanh đã đồng ý cho công ty chúng ta chậm thanh toán. Tuy nhiên thời gian chỉ là một tháng, chứ không phải là ba tháng như anh mong muốn. Em báo cho anh biết tình hình. Cảm ơn em, anh sẽ gọi cho cô ấy. Còn nữa, tuy em và Mỹ Khanh là bạn, nhưng có những chuyện chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Em cho rằng không nhất thiết chúng ta phải lấy hàng độc nhất từ công ty Minh Thành. Chúng ta có thể lấy nguồn thực phẩm sạch từ các đối tác khác. Giá thành thì có thể rẻ hơn, mà chất lượng thì vẫn không thay đổi. Anh nghĩ sao? Em có mối quan hệ khác sao? Anh đã từng đi khảo sát rất nhiều đối tác, nhưng mà để đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm thì chưa đâu bằng Minh Thành hết. Không có gì là tuyệt đối hết. Anh chưa thử thì làm sao mà biết được. Thôi được rồi, em và anh sẽ cùng hợp với ba anh, và cả Quang Anh cùng với ba em nữa. Dĩ nhiên. Bởi vì em còn cho rằng trong chuỗi nhà hàng của chúng ta gần đây, lỗ hổng nhân sự còn rất là lớn. Nếu như muốn khách hàng đặt chúng ta là sự lựa chọn hàng đầu, thì chúng ta phải mang lại được cho họ sự hài lòng về phong cách phục vụ của nhân viên. Mà về các nhân viên thì em thấy chưa tuyệt đối. Điều này anh đồng ý với em. Chúng ta cần lưu ý và đào tạo lại tất cả nhân viên. Quỳnh Nga, thật sự là anh không ngờ em lại tìm hiểu sâu về công ty như vậy. Thì trước giờ anh cũng luôn nghĩ em chỉ là con nhỏ ham chơi, thích gì làm đó phải không? Anh không nghĩ đó. Thôi, em không phiền làm việc nữa. Nếu như Mỹ Khanh không chấp nhận việc chậm thanh toán, thì sẽ không kịp xoay tiền cho việc nâng cấp toàn bộ phần mềm quản lý hệ thống nhà hàng được. Mình không thể làm cho bà thất vọng.
Tự tiện xông vào nhà tôi, anh muốn cái gì? Cổ phần. Nếu còn nghĩ đến tình anh em thì hãy giao lại cho tôi. Tôi với anh tốt nhất không liên quan gì tới nhau. Nói thẳng, tôi chẳng có anh em. Vậy cũng được, dễ xử. Tôi đến đây là muốn hỏi chú lần cuối. Một là chú theo tôi về công ty làm việc, hai là giao lại số cổ phần cho tôi để quản lý. Lợi nhuận tôi vẫn sẽ trả cho chú. Tôi đảm bảo cuộc sống của chú sau này. Anh làm tôi cảm động quá. Chứ không phải anh đang hăm dọa tôi sao? Anh cứ làm đi, tôi sẽ không bao giờ đưa cho anh đâu. Một con người đầy tham vọng, anh tưởng tôi ít học bụi đời thì không nhìn ra âm mưu của anh sao? Âm mưu gì? Dù sao tôi cũng đã từng làm ở công ty, là bạn của anh Trung. Tôi thừa biết anh muốn có số cổ phần này là để đứng đầu công ty. Mục đích của anh là hại anh Trung vì sự ích kỷ của anh. Nếu như có thực tài, anh hãy tự mình giành lấy, tôi sẽ không bao giờ xen vào. Còn anh bất tài, vô dụng thì thà là một thằng bụi đời như tôi. Lúc đó tôi sẽ giúp cho. Chú đang ép tôi phải không? Đừng có trách tôi không nể tình anh em. Em đang tránh mặt anh phải không? Đâu có. Tại dạo này em bận thôi. Không phải là anh cũng đang lo cho công ty sao? Anh biết là trong giai đoạn này anh không nên tạo áp lực cho em, nhưng mà anh hy vọng là em sẽ suy nghĩ về tình cảm của mình có được không? Em biết là anh dành tình cảm cho em như thế nào. Em cũng rất biết ơn anh. Nhưng mà thật sự em xin lỗi. Tạm thời đừng nhắc chuyện này được không? Tại sao em lại không dám đối mặt chứ? Anh biết là em lo lắng điều gì. Bây giờ em chỉ muốn là lo cho công việc và chăm sóc má em thôi. Em nghĩ là anh cũng cần thời gian để giúp ba mình lo cho công ty mà. Đừng bận tâm tới em nữa. Nếu mà em đã nói vậy thì anh không còn gì để nói nữa hết. Nhưng anh muốn em đừng tránh mặt anh có được không? Mình vẫn là bạn như trước được mà em. Sao anh không nghe điện thoại? Không có chuyện gì đâu. Là Quỳnh Nga đúng không? Anh nghe đi. Biết đâu cổ tìm anh có việc thì sao? Anh nghe nè. Em gặp anh chút được chứ? Em sẽ đợi đến khi nào anh chịu tới thì mới thôi. Em đang nói cái gì vậy? Em về đi, anh sẽ không đến đâu. Tùy anh thôi. Có khi đây là lần cuối cùng em gặp anh đó. Em đang nói cái gì vậy? Bây giờ em đang ở đâu? Em hả? Em đang ở quán bar. Xong rồi đó anh hai. Anh thấy em diễn hay chưa? Nhớ đó, có được cậu ta hay không là dựa vào khả năng của em. Em biết rồi. Chính anh đã ép tôi phải làm như thế này. Có chuyện gì hả anh? Thôi anh đưa em về trước kìa. Không cần, em muốn ở lại thêm một lát. Vậy thôi anh đi trước nha, có gì gặp lại em sau. Em đang làm gì vậy? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao? Em làm sao vậy? Quỳnh Nga à? Bỏ em ra đi.
Anh mà quan tâm tới em sao? Anh đã nói là anh không tới mà. Bây giờ anh tới để làm cái gì? Quỳnh Nga, chúng ta về thôi. Em không có cần sự thương hại của anh. Mặc xác em đi. Em sai rồi, để đưa em về. Em không muốn về. Hôm nay em muốn say. Em uống hết rượu ở đây mới về. Tại sao em lại tự làm khổ mình như vậy hả? Em đã biết là uống rượu không tốt, tại sao em lại còn uống nữa? Anh đang lo lắng cho em đó hả? Em không cần. Thôi, được rồi. Em thích uống đúng không? Anh sẽ uống với em. Vậy thì cô càng không nên ở đây. Hãy chạy đi làm những gì có được tình yêu của Nhật Nam đi. Tôi nghĩ là cô làm được. Và đừng để anh ấy tìm tôi. Thách tôi hả? Nếu anh không làm em tổn thương, em đâu có nhất thiết phải dùng cách này để trói buộc anh. Có trách á, thì phải trách hai người kia, vì họ đã thách thức em. Nhưng mà nếu là anh, thì anh sẽ bằng mọi cách để có được điều mình muốn. Thì anh hai cũng biết rồi đó. Nếu như mà cô ta không xuất hiện, thì từ bé tới giờ Nhật Nam vẫn luôn là người đối xử tốt với em. Nếu là anh hai, anh hai sẽ làm sao? Anh hai giúp em đi. Anh hả? Cảm ơn anh hai đã giúp em. Ông đang lo lắng cho thằng con trai của mình có phải không? Làm sao mà nó về được? Nó đang vui vẻ rồi, ông không cần phải lo. Sắp có chuyện hay để xem đây. Dạ con nghe nè chú. Quang Anh, con có biết Nhật Nam đi đâu không? Chú có gọi tìm nó, nhưng mà gọi hoài nó không có nghe máy. Nhật Nam đã không còn nhỏ, con nghĩ chắc là đi chơi đâu đó thôi mà. Chú đừng có lo. Ừ, chú biết rồi. Chú tắt máy đây. Nếu như con liên lạc được với nó thì con nói là chú tìm nó nha. Dạ, con chào chú. Để xem chú làm như thế nào để bảo vệ thằng con trai của chú. Dì Năm. Dạ. Bộ tối qua thằng Nhật Nam nó không về nhà nữa hả? Dạ, hôm qua tôi không thấy cậu về ông mà. Mà có chuyện gì không ông? Thank you.
lại xảy ra vậy? Tại sao tôi ở đây? Quỳnh Nga, em trả lời đi. Có phải em cố tình đưa anh tới đây không? Em đã làm gì với ly rượu của anh? Anh nói vậy là có ý gì? Giờ anh trách em là do mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Em nghĩ nếu như mà chúng ta yêu nhau thì chuyện này là bình thường mà. Em nói cái gì vậy? Cái này là em nói, chứ chúng ta làm gì có yêu nhau hả? Anh không có yêu em, nhưng mà em yêu anh. Chuyện này xảy ra, em là con gái, em không lo thôi. Làm gì anh lo quá vậy? Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ ở gần anh, lo lắng và chăm sóc cho anh ha? Em điên thật rồi. Cho dù em có làm gì, anh cũng không thể nào yêu em có hiểu không hả? Trước giờ anh luôn nghĩ em là cô gái hiểu chuyện. Vì vậy em đừng có bắt anh phải ghét em. Dù cho anh có ghét em tới đâu á, thì em cũng không để mất anh được. Em nhất định sẽ chứng minh cho chị ta thấy là em làm được. Ủa, mình bây giờ đi đâu anh? Anh cứ đi thẳng giúp tôi. Tiệm tóc có đường số 5. Dạ. Dừng lại được không? Anh xin lỗi em, Trần Minh. Anh không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Anh đã gây ra cho em quá nhiều tổn thương. Anh luôn muốn cho em được hạnh phúc, nhưng mà điều đó bây giờ anh không thể nào làm được. Chạy đi anh. Dạ. Làm cái gì mà anh vô trong phòng không hay biết gì hết vậy? Về nhà từ khi nào? Em mới về. Em sợ kế hoạch của chúng ta không thành công. Nhật Nam nghi ngờ em gà anh ấy. Không cần phải lo gì hết. Cứ đợi mọi chuyện như thế nào rồi tính tiếp. Và lại em cũng mất mát gì đâu mà phải lo. Anh nói vậy là sao? Thì ý anh là dù sao thì em cũng đã chiếm được Nhật Nam rồi mà, đúng không? Nhưng mà lỡ như anh ấy không chịu trách nhiệm thì sao? Thì anh ta chắc chắn cũng không giữ được chân mình đâu. Chẳng phải là em đang có vũ khí để chống lại anh ta rồi hả? Nhật Nam, rốt cuộc á, con có còn coi ba là ba của con hay không vậy? Con đi đâu cả đêm mà ba điện thoại thì không nghe máy. Con có biết là ba lo cho con cỡ nào không? Con xin lỗi ba. Bây giờ con không muốn nói gì hết. Con xin phép ba con về phòng. Sao vậy? Bộ con có chuyện gì hả? Dạ không ba. Con thank you.
được rồi. Bây giờ mình làm sao mà anh nói với chồng mình đây? Vậy hả? Dạ. Ai gửi mà không ghi tên vậy? Em cũng không biết nữa. Đâu. Trời ơi, không tên không tuổi. Ai mà gửi thư kiểu cổ điển vậy ta? Vậy là muốn em phải suy nghĩ nát óc đó. Trời ơi, kiểu cũ hay kiểu mới gì thì chị Trân Minh cũng đâu có thích đâu. Chị khó tính quá mà. Trước giờ làm gì có bạn trai. Thôi đi, gẹo chị hoài. Thôi, nhiều chuyện quá. Đi làm việc đi má. Dạ. Cảm ơn anh. Sao hả? Tiếp theo em định làm gì? Anh thử nói xem, chị ta có chịu từ bỏ Nhật Nam không? Có một chuyện em muốn hỏi anh. Nói gì thì nói, trước đây anh cũng rất thương chị ta. Bây giờ anh lại giúp em làm cho chị ta đau khổ. Rốt cuộc anh muốn gì? Em thật sự không hiểu được anh. Từ khi nào em suy nghĩ nhiều như vậy? Chuyện đó đã là quá khứ rồi. Em đừng có nhắc lại mối quan hệ anh chị em gì đó chứ. Không đời nào. Em nhất định sẽ không để cho chị ta lấy bất kỳ thứ gì từ tay em hết. Thôi được rồi, em vô ngủ trước đi. Dạ. Anh xin lỗi. Anh biết là em chưa ngủ. Anh muốn nói với em là anh rất nhớ em. Em có chuyện gì hay sao mà anh gọi điện em không nghe vậy? Anh nhắn tin cũng không trả lời. Em có chuyện gì hay sao? Em không nghe điện thoại, em cũng không muốn nhận tin nhắn. Bởi vì em không muốn chúng ta thân thiết hơn. Em thực sự rất sợ. Em sợ gì chứ?
sợ bị tổn thương, sợ không vượt qua được những cơn ác mộng, và sợ phải đối diện với chính cảm xúc của mình. Anh có hiểu không? Đừng tìm em nữa. Chân Minh à, anh sẽ cùng em đối mặt, cùng em vượt qua mọi thử thách. Em đừng buông xuôi số phận của mình là được. Em thực sự rất mệt mỏi. Em không muốn liên quan đến bất kỳ ai hết. Em xin anh đó. Còn ân tình của anh, em sẽ đền đáp. Tại sao vậy chứ? Có khi nào Quỳnh Nga đã tìm gặp Chân Minh hay không? Quỳnh Nga, anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì vậy? Đi. Sao vậy? Cứ đi với anh. Anh làm gì vậy? Buông em ra. Em nói đi, có phải em đã làm gì đó với Chân Minh hay không? Em đã nói cái gì? Vì chị ta mà anh đối xử với em như vậy hả? Phải, em đã gửi hình ăn nằm của anh và em cho chị ta đó. Rồi sao? Chị ta thách thức em à? Em còn muốn nhìn thấy chị ta như thế nào khi nhìn thấy những tấm hình đó nữa kìa. Em đúng là quá đáng mà. Dù sao thì cũng đã gửi rồi, em nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu. Thì ra là mày gọi em gái tao hả? Anh Hai, anh làm gì vậy? Em ra đi. Anh Hai. Thì ra tối qua mày với Quỳnh Nga, mày đã làm Hai gì đó ơi. Hai người đã làm gì hả? Anh Hai, đây là chuyện của em và anh ấy, anh Hai không cần phải bận tâm. Em, em đã tự đập đổ hết tất cả tình cảm mà anh đã dành cho em, và từ nay anh không muốn nhìn thấy em nữa. Nhật Nam, được rồi, cậu cứ làm theo những gì tôi dặn, khỏi cần phải lo gì hết. Em biết rồi, nhưng mà em sợ làm như vậy lỡ bị phát hiện ra thì... Cậu cứ làm nhiệm vụ của mình là được rồi, còn những chuyện khác sẽ có người xử lý thay cậu, hiểu chưa? Dạ, em biết rồi. Tôi bận công việc rồi, gọi lại cậu sau nha. Dạ, con chào chú. Con đang bận hả? Dạ không, con chỉ đang làm việc thôi thưa tổng giám đốc. Sao bữa nay con lại nói chuyện với chú như vậy? Có phải con đang dần chuyện chú để cho Nhật Nam làm phó tổng giám đốc không? Dạ, tổng giám đốc đã quyết định như vậy rồi, con đâu có ý kiến gì đâu. Chẳng hay tổng giám đốc tìm con có chuyện gì không à? Chú nghe mọi người nói con với Nhật Nam vừa mới đánh nhau có phải không? Chuyện là sao vậy? Chú đi hỏi Nhật Nam đi. Chú hỏi rồi, nhưng mà nó nói á, chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Hiểu lầm mà làm cho Quỳnh Nga đau khổ hả chú? Sao lại có Quỳnh Nga ở trong đây nữa? Chuyện là sao con nói cho chú nghe coi. Là Nhật Nam nhà chú đã hại đời con gái Quỳnh Nga rồi. Cái gì? Con nói có thật như vậy không? Tốt nhất là bây giờ mày phải rời khỏi nơi đây. Mày sẽ làm được mà, phải không Chân Minh?
cái gì? Con đúng là làm mẹ tức chết đi được. Con gái mà sao lại để chuyện nó xảy ra chứ? Rồi bây giờ tính sao? Thì bắt cậu ta cưới là được rồi. Vấn đề là nó có yêu con Nga đâu mà nó cưới. Không thích thì đã xong. Miễn con Nga nhà mình thích nó là được rồi. Đúng, anh hai nói đúng rồi đó mẹ. Chỉ cần hả anh Nhật Nam chịu cưới con á thì con nhất định sẽ làm cho anh ta chịu. Trời yêu ơi, con ngu ơi là ngu, mẹ chưa có thấy ai mà ngu mà khờ như con hết á. Bây giờ nó không có thương con mà con đi lấy về, rồi nó ra ngoài nó đi lăng nhăng rồi ai khổ. Không có đâu mẹ, anh Nhật Nam không phải là người như vậy đâu, mẹ đừng có lo. Chỉ cần hả mẹ qua mẹ nói với chú Trung giùm con là được. Gì? Con bắt mẹ phải muối mặt đi gặp ổng hả? Trời ơi là trời. Con ngồi đây tự dằn vặt mình thì giải quyết được gì đâu. Bà không tin cô sao bà? Bà tin con thì sao đây? Chuyện xảy ra như bây giờ á, trách nhiệm thuộc về con. Con là đàn ông, đã làm thì phải chịu. Có trách thì trách bản thân con kìa. Trách nhiệm là sao ba? Cô ấy dám giở trò và tự mình làm nên mọi chuyện như ngày hôm nay. Cô không nghĩ là bản thân mình phải chịu trách nhiệm, bà hiểu không? Quỳnh Nga nó là con gái, nó đã hạ mình như vậy, cuối cùng là vì cái gì? Tất cả là vì nó quá yêu con. Nếu như con không cho nó cơ hội phát sinh tình cảm thì làm sao có ngày hôm nay chứ. Nhưng mà người con yêu là Trần Minh, tại sao cô ấy biết mà cô ấy vẫn không chịu hiểu vậy? Bà biết phải cưới một người con không yêu thật là khó khăn, nhưng mà chữ trách nhiệm với những việc mình làm đối với một người đàn ông còn quan trọng nhiều hơn đó con. Con tự mà suy nghĩ đi. Trời ơi, ngu ơi là ngu, mẹ chưa có thấy ai mà ngu mà khờ như con hết á. Bây giờ nó không có thương con mà con đi lấy về, rồi nó ra ngoài nó đi lăng nhăng rồi ai khổ. Em đang suy nghĩ chuyện cậu ta có chịu cưới em hay không à. Anh hai, anh nghĩ anh ấy có chịu trách nhiệm không? Em đúng là ngốc mà, khi không lại đi thừa nhận mình cố tình làm như vậy, chứ không phải là cậu ta ép em. Anh hai ơi, vậy bây giờ em phải làm gì nữa? Bây giờ lỡ đi đến nước này rồi, em không thể thua cuộc được. Em đi tìm ba đi, anh tin chắc là ba sẽ giúp được em đó. Ba sao? Nhưng mà ba đang đi công tác mà. Hai ngày nữa ba sẽ về. Còn Duyên nói như thế nào để Nhật Nam chịu cưới em thì em tự nghĩ đi. Anh đi làm đi. Phải làm sao mới có thể giải quyết tốt chuyện của Nhật Nam đây? Mình nên nói gì khi ông ấy về tới? Và mọi chuyện không thể bỏ qua đơn giản như vậy được.
Mời vào. Chào chị. Chị tới đây có chuyện gì không vậy? Mời chị vô ngồi. Cảm ơn anh. Tôi xin lỗi đã làm phiền anh lúc này, nhưng có chuyện quan trọng nên tôi cần gặp anh. Chuyện gì vậy chị? Chắc là anh đã biết chuyện của Nhật Nam và Quỳnh Nga, con gái nhà tôi. Chuyện này tôi có biết. Vậy thì bây giờ anh tính làm sao? Thật sự tôi không biết tính sao. Chuyện của tụi nhỏ lại làm cho người lớn khó xử. Thật ra khi nghe Nhật Nam nói, tôi cũng có dò hỏi nó, nhưng mà nó nói nó không có tình cảm với Quỳnh Nga. Không có tình cảm thì tại sao lại xảy ra chuyện đó? Nó nói do nó uống say nên không có biết cái gì hết. Vấn đề bây giờ không phải là chuyện đó nữa, mà vấn đề là Quỳnh Nga nó rất là yêu Nhật Nam. Anh cũng là cha là mẹ như tôi, anh không thể nào nhìn con mình đau khổ đúng không? Tôi biết là từ xưa tới giờ trâu đi tìm cột, chứ không bao giờ cột đi tìm trâu. Tôi mong anh nghĩ lại, nghĩ tới cái tình của hai gia đình mình mà tác hợp cho hai đứa. Dù gì chúng ta cũng đã là bạn thân rồi, bây giờ mình thành thông gia thì càng tốt đúng không? Vấn đề hiện nay không phải là chỗ tôi. Thôi được, vậy để tôi về, tôi thuyết phục thằng Nhật Nam. Anh nghĩ đi, chuyện này mà để dở lỡ ra thì gia đình tôi còn mặt mũi nào nữa? Với lại Quỳnh Nga nó là con gái, nó sẽ sống ra sao chứ? Coi như là nể tình bạn bè bao nhiêu năm nay, anh ráng tác hợp hai đứa nó giúp tôi. Tôi hiểu rồi. Nói thật, tôi không muốn gặp lại chị, cũng không muốn liên quan. Vì bây giờ Quang Anh đã hiểu tình cảm của tôi, và tôi tin anh ấy đã sẵn sàng quên đi những gì mà đã xảy ra với chị trước đây. Vì cô còn tìm tôi làm gì? Tại sao các người cứ phải quan tâm đến sự tồn tại của tôi vậy? Tôi đến đây gặp chị là vì Quỳnh Nga. Chị không thể nghĩ tình chị em sao? Dù sao Quỳnh Nga cũng là em gái của chị mà. Chị làm như vậy coi có được không? Tôi nghĩ mình không làm gì tổn hại đến cô ấy cả. Chị rời khỏi Nhật Nam đi. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Tôi tin là chị sẽ biết dừng lại ở đâu. Chị hãy đưa mẹ của chị rời khỏi đây, sống một cuộc sống không liên quan đến chúng tôi, có phải tốt hơn không? Phải. Mà giờ Nhật Nam chưa từng có bắt đầu thì làm gì có kết thúc chứ. Tốt nhất nên rời khỏi đây đi. Chân Minh, em uống nhiều nước đi, chắc chắn sẽ cảm thấy đỡ hơn. Nè, đã có chuyện gì xảy ra nữa đúng không? Cảm ơn anh, em không sao. Lúc nãy anh thấy em có cuộc điện thoại, em chạy đi liền. Giờ nhìn bộ dạng em như thế này, có chuyện gì giấu anh phô? Em có chút chuyện nhưng mà em giải quyết xong rồi. Có chuyện gì khó khăn em cứ nói với anh giúp cho. Dạ em biết rồi, cảm ơn anh. Ừ, vậy em làm đi nha. Mọi chuyện coi như đang đi đúng hướng rồi. Đợi khi ba trở về sẽ tìm họ, để xem cậu ta sẽ giải quyết như thế nào đi. Alo. Em đang ở đâu vậy? Anh muốn gặp em. Em đang trên đường về nhà, có chuyện gì hả anh? Không, anh chỉ muốn gặp em một lát thôi. Anh làm em nghi ngờ quá. Em làm sao vậy? Không gặp thì em nói là không quan tâm, muốn gặp thì em nói là như thế nào? Vậy bây giờ em muốn làm sao? Em muốn anh đến đón em. Vậy nha, em đợi đó.
Khoảnh khắc ấy mấy ai từng qua, từng được yêu không lý do. Dù ngoài kia khó khăn bao điều, nhớ rằng có anh vẫn chờ. Thôi ngày hôm nay mình giữ lấy, dù cho đúng sai không bằng. Lời dành hôm nay rồi quên hết sau này. Đôi khi thấy em mỉm cười là hạnh phúc nơi anh. Đến cuối cùng mình gặp nhau. Dù tiếc nuối